đã đến với kênh Chuyện Sao Việt. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông báo để được theo dõi những tin tức mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức Sao Việt nổi bật nhất trong ngày. Công Vinh bất ngờ than thở điều này khi cùng Thủy Tiên cứu trợ miền Trung, khiến ai cũng ngỡ ngàng. Phối hợp với cơ quan chức năng, nữ ca sĩ và cộng sự của mình đã tiến hành lọc danh sách, khảo sát thực tế và tự tay gửi tiền. Được biết mỗi gia đình gặp khó khăn sẽ nhận được 10 triệu đồng. Tuy nhiên, tùy vào từng hoàn cảnh và mức độ thiệt hại, đôi vợ chồng sẽ xem xét và hỗ trợ thêm từ 50 đến 60 triệu đồng. Cách đây vài phút, cựu cầu thủ Công Vinh hài hước khoe ảnh đi rút tiền cùng ngân hàng. Dù đây không phải là lần đầu ông xã Thủy Tiên làm công việc này, nhưng chân sút gốc Nghệ An cũng phải than trời vì 13.000 hộ dân đâu phải con số nhỏ. Cũng tương tự chồng mình, Thủy Tiên cũng nhí nhảnh chia sẻ, đếm tiền muốn gãy tay là có thật nha mọi người. Vì phải giải ngân một số tiền khá lớn nên đôi vợ chồng được ngân hàng và cơ quan chức năng tháp tùng bảo vệ nghiêm ngặt. Ngoài này gió lạnh, mưa lạnh, đi đến 10 giờ đêm về đến phòng, nhìn cái hình mà ấm áp muốn khóc. Anh Vinh nói mẹ gan đó, chả ai dám quyết định số tiền 200 triệu trong chưa đầy một phút đâu. Ba là ba nghĩ mẹ sẽ hỗ trợ ông 20-50 triệu thôi. Mình nghĩ là khi con người ta đã vào đường cùng thì một là cứu, hai là không. Mà ông phải như thế nào thì cả làng cả xóm ai cũng nói vào cho ông. Lúc ông cầm 200 triệu cả làng xóm ai cũng mừng cho ông. Thực nghĩ quanh năm làm đụng vất vả, giờ mất hết không còn gì, đường cùng, ăn không có mà nhà cũng bị mất luôn, thì cả nhà 6 người dựa vào ông sẽ sống ra sao? Thôi thì giúp ông có từ số âm quay sang số 0, bắt đầu lại từ đầu ông nhé. Mừng cho ông bao đêm mất ngủ, khóc sưng mắt vì tuổi thân. Này chắc có một đêm ngủ ngon nhất rồi. Đời người chẳng gì bằng một đêm ngủ ngon nhất ông nhỉ. Thủy Tiên lên tiếng vì giúp đỡ 200 triệu cho một cụ già ở Hà Tĩnh. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.